trừ tham ái ở đời an trụ thân quán tập, an trụ thân quán diệt. Do đó, đối với thân, an trụ quán theo thân, an trụ thân quán tập, an trụ thân quán diệt, không có chỗ tựa. Đối với các pháp thế gian, không có sự chấp thọ, đó là thứ nhất. Đối với nội thọ, an trụ quán theo thọ, đối với ngoại thọ, an trụ quán theo thọ, đối với nội ngoại thọ, an trụ quán theo thọ, đầy đủ chánh cần, chánh tri, chánh niệm, trừ tham ái ở đời, an trụ thọ quán tập, an trụ thọ quán diệt. Do đó, đối với thọ, an trụ quán theo thọ, an trụ thọ quán tập, an trụ thọ quán diệt, không có chỗ tựa. Đối với các pháp thế gian, không có sự chấp thọ, đó là thứ hai. Đối với nội tâm, an trụ quán theo tâm, đối với ngoại tâm, an trụ quán theo tâm, đối với nội ngoại tâm, an trụ quán theo tâm, đầy đủ chánh cần, chánh tri, chánh niệm, trừ tham ái ở đời, an trụ tâm quán tập, an trụ tâm quán diệt. Do đó, đối với tâm, an trụ quán theo tâm, an trụ tâm quán tập, an trụ tâm quán diệt, không có chỗ tựa. Đối với các pháp thế gian, không có sự chấp thọ, đó là thứ ba. Đối với nội pháp, an trụ quán theo pháp, đối với ngoại pháp, an trụ quán theo pháp, đối với nội ngoại pháp, an trụ quán theo pháp, đầy đủ chánh cần, chánh tri, chánh niệm, trừ tham ái ở đời, an trụ pháp quán tập, an trụ pháp quán diệt. Do đó, đối với pháp, an trụ quán theo pháp, an trụ pháp quán tập, an trụ pháp quán diệt, không có chỗ tựa. Đối với các pháp thế gian, không có sự chấp thọ, đó là thứ tư. Này thiện hiện, đó gọi là bốn niệm trụ. Này thiện hiện, thế nào gọi là bốn chánh đoạn? Này thiện hiện, vì khiến cho các pháp ác bất thiện chưa sanh, chẳng sanh, nên khởi phát ý muốn siêng năng tinh tấn, cảnh tĩnh tâm, giữ tâm, đó là thứ nhất. Vì khiến pháp ác bất thiện đã sanh, đoạn diệt, nên phát khởi ý muốn siêng năng tinh tấn, cảnh tĩnh tâm, giữ tâm, đó là thứ hai. Vì khiến pháp thiện chưa sanh, được sanh, nên phát khởi ý muốn siêng năng tinh tấn, cảnh tĩnh tâm, giữ tâm, đó là thứ ba. Vì khiến pháp thiện đã sanh, đứng vững, chẳng mất, tu và tác chứng trí, làm cho đầy đủ tăng trưởng rộng lớn, nên phát khởi ý muốn siêng năng tinh tấn, cảnh tĩnh tâm, giữ tâm, đó là thứ tư. Này thiện hiện, đó là bốn chánh đoạn. Này thiện hiện, thế nào là bốn thần túc? Này thiện hiện, thành tựu việc đoạn, hành dục tam ma địa, tu tập thần túc, chán y chỉ, lìa y chỉ, diệt y chỉ, hướng về xả, đó là thứ nhất. Thành tựu việc đoạn, hành cần tam ma địa, tu tập thần túc, chán y chỉ, lìa y chỉ, diệt y chỉ, hướng về xả, đó là thứ hai. Thành tựu việc đoạn, hành tâm tam ma địa, tu tập thần túc, chán y chỉ, lìa y chỉ, diệt y chỉ, hướng về xả, đó là thứ ba. Thành tựu việc đoạn, hành quán tam ma địa, tu tập thần túc, chán y chỉ, lìa y chỉ, diệt y chỉ, hướng về xả, đó là thứ tư. Này thiện hiện, đó gọi là bốn thần túc. Này thiện hiện, những gì gọi là năm căn? Này thiện hiện, tín căn, tinh tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Này thiện hiện, đó là năm căn. Này thiện hiện, những gì là năm lực? Này thiện hiện, tín lực, tinh tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. Này thiện hiện, đó gọi là năm lực. Này thiện hiện, những gì gọi là bảy giác chi? Này thiện hiện, niệm đẳng giác chi, trạch pháp đẳng giác chi, tinh tấn đẳng giác chi, hỷ đẳng giác chi, khinh an đẳng giác chi, định đẳng giác chi, xả đẳng giác chi. Này thiện hiện, nó gọi là bảy chi đẳng giác. Này thiện hiện, những gì gọi là tám chi thánh đạo? Này thiện hiện, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Này thiện hiện, đó gọi là tám chi thánh đạo. Này thiện hiện, thế nào gọi là ba pháp môn giải thoát? Này thiện hiện, pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. Này thiện hiện, đó gọi là ba pháp môn giải thoát. Này thiện hiện, thế nào gọi là pháp môn giải thoát không? Này thiện hiện, nếu hành tướng không, hành tướng vô ngã, hành tướng hư ngụy, hành tướng không tự tánh, tâm một tánh cảnh, thì này thiện hiện, đó gọi là pháp môn giải thoát không? Này thiện hiện, thế nào gọi là pháp môn giải thoát vô tướng? Này thiện hiện, nếu hành tướng diệt, hành tướng tịch tịnh, hành tướng viễn ly, tâm một tánh cảnh, thì này thiện hiện, đó gọi là pháp môn giải thoát vô tướng. Này thiện hiện, thế nào gọi là pháp môn giải thoát vô nguyện?
Này thiện hiện, nếu hành tướng khổ, hành tướng vô thường, hành tướng điên đảo, tâm một tánh cảnh, thì này thiện hiện, đó gọi là pháp môn giải thoát vô nguyện. Này thiện hiện, thế nào gọi là tám giải thoát? Này thiện hiện, quán các sắc có sắc, đó là giải thoát thứ nhất. Quán các sắc ở ngoài, trong không có tưởng sắc, đó là giải thoát thứ hai. Tác chứng thân giải thoát thù thắng thanh tịnh, đó là giải thoát thứ ba. Siêu vượt tất cả tưởng sắc, diệt tưởng hữu đối, chẳng tư duy các thứ tưởng, nhập định không vô biên, không vô biên xứ, an trụ trọn vẹn, đó là giải thoát thứ tư. Siêu vượt tất cả không vô biên xứ, nhập định vô biên thức, thức vô biên xứ, an trụ trọn vẹn, đó là giải thoát thứ năm. Siêu vượt tất cả thức vô biên xứ, nhập định vô thiểu sở hữu, vô sở hữu xứ, an trụ trọn vẹn, đó là giải thoát thứ sáu. Siêu vượt tất cả vô sở hữu xứ, nhập định phi tưởng, phi phi tưởng xứ, an trụ trọn vẹn, đó là giải thoát thứ bảy. Siêu vượt tất cả phi tưởng, phi phi tưởng xứ, nhập định tưởng thọ diệt, an trụ trọn vẹn, đó là giải thoát thứ tám. Này thiện hiện, đó gọi là tám giải thoát. Này thiện hiện, thế nào gọi là chín định thứ đệ? Này thiện hiện, đó là có một loại lìa dục, pháp ác bất thiện, có tầm có từ, ly sanh hỷ lạc, an trụ trọn vẹn sơ thiền, đó là thứ nhất. Lại có một loại tầm từ tịch tịnh, trong tâm bình đẳng thanh tịnh, tánh chuyên nhất, không tầm không từ, định sanh hỷ lạc, an trụ trọn vẹn đệ nhị thiền, đó là thứ hai. Lại có một loại lìa hỷ, trụ xả, chánh niệm chánh tri, thân thọ an vui, chỉ có các bậc thánh thường nói nên xả, đầy đủ niệm lạc chú, an trụ trọn vẹn đệ tam thiền, đó là thứ ba. Lại có một loại đoạn lạc đoạn khổ, mừng lo trước tan biến, chẳng khổ chẳng lạc, giả niệm thanh tịnh, an trụ trọn vẹn đệ tứ thiền, đó là thứ tư. Lại có một loại siêu vượt tất cả tưởng sắc, diệt tưởng hữu đối, chẳng tư duy các loại tưởng, nhập định không vô biên, không vô biên xứ, an trụ trọn vẹn, đó là thứ năm. Lại có một loại siêu vượt tất cả không vô biên xứ, nhập định vô biên thức, thức vô biên xứ, an trụ trọn vẹn, đó là thứ sáu. Lại có một loại siêu vượt tất cả thức vô biên xứ, nhập định vô thiểu sở hữu, vô sở hữu xứ, an trụ trọn vẹn, đó là thứ bảy. Lại có một loại siêu vượt tất cả vô sở hữu xứ, nhập định phi tưởng, phi phi tưởng xứ, an trụ trọn vẹn, đó là thứ tám. Lại có một loại siêu vượt tất cả phi tưởng, phi phi tưởng xứ, nhập định tưởng thọ diệt, an trụ trọn vẹn, đó là thứ chín. Này thiện hiện, đó là chín định thứ đệ. Này thiện hiện, những gì gọi là bốn trí thánh đế? Này thiện hiện, khổ trí, tập trí, diệt trí, đạo trí. Này thiện hiện, đó là bốn trí thánh đế. Này thiện hiện, những gì gọi là ba la mật đa? Này thiện hiện, bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, phương tiện thiện xảo, diệu nguyện, lực trí, ba la mật đa. Này thiện hiện, đó gọi là ba la mật đa. Này thiện hiện, những gì gọi là các không trí? Này thiện hiện, trí không nội, trí ngoại không.